Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, từ chương 15 câu 26 đến chương 16 câu 4a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, đợi anh em khỏi bị vấp ngã, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ, kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay nhắc đến việc Đức Giêsu sắp từ giả thế gian để về cùng Chúa Cha. Vì thế, các môn đệ lo lắng không biết sẽ phải làm sao khi không còn Thầy ở bên cạnh nữa. Thấu cảm sự lo lắng ấy, Đức Giêsu hứa gửi Đấng Bảo Trợ đến để bổ sức cho các môn đệ can đảm làm chứng về Đức Giêsu, để thế gian nhận ra lỗi lầm của mình. Đấng Bảo Trợ đó là Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa. Chúng ta cùng tìm hiểu Kinh Thánh đề cập đến Đấng Bảo Trợ thế nào để có thể yêu mến Ngài cho đủ, cho xứng vào thời đại mà được gọi là thời đại của Chúa Thánh Thần. Tăng Ước nói thật nhiều về Chúa Thánh Thần và hoạt động của Người. Trong Tăng Ước có 101 lần ghi danh xưng Chúa Thánh Thần, 154 lần ghi danh xưng Thần Khí, 6 lần ghi danh xưng Đấng Bảo Trợ, 30 lần nói về hoạt động của Người. Tổng cộng có 291 lần trong Tân Ước. Chỉ ra những chi tiết này từ Kinh Thánh để chúng ta có cơ hội chứng thực sâu rộng hơn về Chúa Thánh Thần, được ghi tỏ tường trong Tân Ước, Đấng có cùng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con. Qua lời hứa Đấng Bảo Trợ sẽ đến của Chúa Giêsu, thì khi Chúa Thánh Thần đến sẽ dạy chúng ta điều quan trọng gì cho ơn cứu độ. Danh xưng Chúa Thánh Thần chỉ trực tiếp đến vị thế ngôi ba Thiên Chúa của Người, cùng với hai ngôi Cha và Con, là Đấng tạo hóa tối cao, là Thiên Chúa độc tôn. Bởi Chúa Thánh Thần được nhiễm sức từ tương giao tình ái giữa ngôi Cha và ngôi Con, nên đặc tính nơi ngôi ba là xung động tương giao, quan phòng, bảo trợ, thánh hóa, biến đổi nên tốt hơn, biến đổi nên hoàn thiện, sự công thẳng. Danh xưng Đấng Bảo Trợ chỉ mạnh hơn về tính năng bảo trợ dành riêng cho các tông đồ, là những vị đại diện cho hội thánh của Chúa Kitô, tức nói chung là người tín hữu tin vào Người. Đặc tính bảo trợ nơi Chúa Thánh Thần nằm trong mạch nguồn tình yêu mà Chúa Cha ban tặng cho toàn thể hội thánh của Chúa Kitô. Bởi thế, ơn bảo trợ chảy tràn lan lên tất cả những người tin, đặc biệt là những người có đức tin, dám đánh cược cả mạng sống, cả cuộc đời mình cho Người. Những ai dám đánh cược như thế là những người biết tận hưởng hai món quà tặng tuyệt vời nhất của Chúa Cha dành cho mình. Do bởi chương trình cứu độ của Chúa Cha, Ngài đã bày tỏ hết thật trọn vẹn tình yêu của Cha dành cho con bằng cách ban cho chúng ta hai ơn huệ vĩ đại nhất, sâu nhiệm nhất, xin ích nhất cho con cái loài người, đó là hai ngôi Thiên Chúa, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Không có thần khí của Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hiểu,
không thể hiệp nhất, không thể hiệp công, không thể tin cậy mến Chúa Giêsu được. Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Không có Chúa Thánh Thần, con người bới tắc trước mầu nhiệm cứu độ, không thể nhìn nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Đây là lý do những người Do Thái dù chứng kiến thật nhiều phép lạ của Chúa Giêsu, nhưng thay vì tin, họ lại lấy đó làm cớ để giết Chúa Giêsu. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-seo triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ." Một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Gioan chương 11, câu 47 đến câu 50. Trong vị thế là Đấng Bảo Trợ, Chúa Thánh Linh không những ban cho các môn đệ của Chúa Giêsu ơn bình an trong cuồng phong sự dữ, trong cảm xúc tự nhiên của con người khi phải đối mặt với khổ đau hay bị ngược đãi, hoặc gặp trái ý, khi được Chúa Giêsu thổi hơi là tuôn đổ thần khí lên các ngài, sự bình an này còn dẫn đến một chiền mối ơn nghĩa mật thiết với Chúa Thánh Linh, người đặc biệt yêu mến linh hồn và làm cho linh hồn gắn chặt mình vào ơn cứu độ, vào Chúa Giêsu nhờ được tháp nhập vào nguồn ân sủng vô hạn là chính thần khí Thiên Chúa. Như thế, họ trở nên những người trinh nữ phúc âm, được kết nhiệm hôn với Chúa Giêsu là chàng rể nước trời. Thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết. Thư thứ 2 Côrintô, chương 11, câu 2. Chúa Thánh Thần sẽ xe riêng linh hồn với Đấng Tình Lang Giêsu của hạnh phúc, của phước lộc miên trường và vinh quang bất tận. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Chúa Thánh Thần minh chứng rằng Đức Giêsu không đến để lượng phạt thế gian, nhưng đến để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Kitô hữu phải loan báo cho thế gian biết điều trên. Một bạn trẻ thuộc Khinh đoàn Đa Minh, giáo phận Sài Gòn, đang sống tại quận 3, mỗi lần đi ăn với bạn bè đồng nghiệp hoặc đối tác trong công việc xã hội, bạn trẻ Đa Minh này vẫn giữ một thói quen rất đạo đức, giơ tay làm dấu thánh giá và cúi đầu cầu nguyện giây lát trước khi ăn. Chính hành động tuyên xưng đức tin công giáo này trước đám đông, kèm theo cách sống tốt đẹp tử tế của bạn với mọi người xung quanh, đã khiến nhiều người nể phục và có vài bạn bè đi theo xin học đạo để được vào đạo công giáo chúng ta là đạo yêu thương. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn biết ý thức sống làm chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa bằng chính những hành động cụ thể tốt lành và nhiệt tâm loan báo tin mừng theo sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Amen. Nhân gian điêu linh chìm trong bóng đêm u minh chân gian, tim con hoang mang nguyện mong thế nhân qua cơn lầm than. Giêsu thương nghe tiếng con cầu xin, hãy ban Thánh Thần biện trần gian u tối. Ngài ngự đến canh tân địa cầu, hãy ngự xuống lòng con thần khí tác sinh sự sống, hãy thánh hóa đời con để nên chứng nhân tin con tim lần trong khói sương đam mê chân ai, quên đi tương lai tuổi xuân ước mơ trong cơn mộng say.
Giêsu thương ban Thánh Linh tình yêu thắp lên ước vọng, đường trần vang tiếng hát, lửa tình mến sáng trong lòng người. Hãy người xuống lòng con, thần khi tác sinh sự sống. Hãy thánh hóa đời con để nên chứng nhân tin. Trong trái tim Giêsu gọi con, mang bao yêu thương gửi trao đến ai bốn ba ngược xuôi. Ban cho tim con khát yêu Ngài ơi, dẫu đường xa vời Ngài dạy con lẽ sống, vì tình Chúa hiến trao cuộc đời. Xuống lòng con thần khi tác sinh sự sống, hãy thánh hóa đời con để nên chứng nhân tin mừng. Tin yêu Giêsu đoàn con bốn phương bên nhau về đây, mang theo con tim bình an khát khao xin trao về nhau. Thương ai neo đơn khổ đau triền miên, xác thân giã rời, nào bạn ơi hãy đến để cùng Chúa chúng ta vào đời. Hãy ngự xuống lòng con thần khi đã sinh sự sống, xuống lòng con thần khi đã sinh sự sống.